Bên cạnh công tác đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng công an tỉnh Hưng Yên đang tăng cường nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm ngăn ngừa, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trong đợt 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Buổi ra quân trấn áp tội phạm dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 của công an thành phố Hưng Yên. Bắt đầu từ hôm nay đến hết 4 ngày nghỉ lễ, các lực lượng sẽ được chia ra thành nhiều tổ đội tuần tra trong nhiều khung giờ, tập trung vào những điểm đông người, điểm giáp danh với các tỉnh nhằm ngăn chặn mọi hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh an toàn. Công an thành phố huy động 100% lực lượng giao thông ứng trực cùng với các lực lượng các đội nghiệp vụ và công an các phường xã tổ chức phân luồng, phân tuyến, điều tiết giao thông, đảm bảo không bị ùn tắc, phân công lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở những cái địa điểm mà diễn ra các sự kiện văn hóa văn nghệ và nhân dân tham gia vui chơi giải trí, chỉ đạo lực lượng công an xã và lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở tham gia tuần tra vũ trang vào ban đêm để phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, bố trí lực lượng và xử lý trấn áp mạnh mẽ đối với tất cả những cái trường hợp mà thanh thiếu niên có cái biểu hiện vi phạm pháp luật là cố tình chạy lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn. Dịp nghỉ lễ ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài, lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao, cùng với đó, học sinh bắt đầu đến trường chuẩn bị cho năm học mới. Vì vậy, song song với việc đảm bảo an ninh trật tự, công tác đảm bảo an toàn giao thông cũng được tăng cường. Công an thị xã Mỹ Hào đã ứng trực 100% quân số, kết hợp với cả công an các xã phường tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, chấn chỉnh nhắc nhở, kết hợp cùng công tác tuyên truyền để người dân thực hiện để đảm bảo an ninh trật tự, duy trì trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tuyến. Còn với lực lượng cảnh sát cơ động, những ngày lễ, công tác tuần tra được tiến hành sớm hơn. 18 giờ, các chiến sĩ đã có mặt đầy đủ, chuẩn bị sẵn sàng cho công tác tuần tra kiểm soát trong đêm trên tất cả các tuyến đường, sẵn sàng có mặt khi có vụ việc xảy ra. Lực lượng cảnh sát cơ động sẽ tăng cường phối hợp với công an các đơn vị địa phương và các phòng ban thành lập nhiều tổ đội công tác để thực hiện tuần tra kiểm soát nhiều tuyến hướng, đặc biệt là các tuyến địa bàn trọng điểm để đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Độc Lập mùng 2/9.